Sau 20 năm triển khai Nghị định 78 của Chính phủ về chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp Đắk Lắk thực hiện có hiệu quả công cuộc xóa đói giảm nghèo, góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi đã giúp trên 803.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận với nguồn vốn. 87.509 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay mua máy tính, thiết bị học tập và trang trải các chi phí đến trường. Xây 19.437 căn nhà cho hộ nghèo. 1.616 lao động được vay vốn xuất khẩu lao động. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016-2020 từ 19,39% còn 6,34%. Nguồn vốn cho vay đã góp phần ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi tín dụng đen, đặc biệt là ở vùng nông thôn, là động lực để người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống. Đến nay, về cơ bản, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận tín dụng chính sách.